người chơi hệ top top, beat cực căng và nhảy cực hăng không nhỉ? Hãy show ngay cái ao trình của mình về những bài hát sôi động hừng hực sức nóng này luôn và ngay nhé. Cùng đến với nhân vật bí ẩn đầu tiên nào. Lần này anh không biết em trả lời sao, dù nếu nói yêu chừng này như vô tình qua bầu trời sao. Đây là ai ta? Hình bóng quen lắm, oppa Hanbin, Ngô Ngọc Hưng. Nếu nói yêu lần này anh không biết em trả lời sao, dù nếu nói yêu chừng này như vô tình qua bầu trời. Ai muốn xin vía vừa đẹp trai vừa nổi tiếng như anh ấy thì ngại gì không thả một like nhỉ? Cảnh báo, dừng lại ngay nếu như bạn không muốn trở thành người tình mắt nhất lớp. Ê, em Capybara đang nổi tiếng nè, em ấy đang ở trong giỏ nào nhỉ? Hot hòn hòt như vậy thì làm sao mà không tìm ra được cơ chứ? Ở giỏ số 3 nhé. Oh yeah. Mà này, nhanh trí biết từ hồi 2 tuổi có bạn đã say mê nhân vật sau đây như điếu đổ rồi đấy. Bạn có nhận ra người ấy là ai không? Đúng là chị Hậu Hoàng đây rồi, xứng đáng làm bà hoàng nhạc chế cơ mà. Mới đó thôi, bạn đã nhận ra luôn rồi thì chẳng phải mê từ hồi 2 tuổi hay sao? Nhanh trí đoán là chị Hậu Hoàng của chúng ta rất thích nuôi chó. Nhưng ai đó đã tính kế trộm mất em chó của chị ấy rồi. Không thể để vụ này chìm, bạn có thể giúp Hậu Hoàng tìm lại con chó không? Ôi giời ơi, làm sao mà ta để thua một con cờ hó được? Hey, nó ở hộp số 2 đúng không? Sủa lên cái coi. Bạn chẳng cần lướt top top quá 15 phút một ngày, nhưng vẫn biết trend này mới là đẳng cấp nè. Đó là trend gì? Nhạc cổ đánh đổ dân chơi. Chúc sinh, chúc sinh. Một ngày nhỏ như con bọ, Kurumi và con mèo méo méo rủ nhau lên sân thượng quẩy tóp tóp. Cơ mà không hiểu kiểu gì, cả hai lại ngã từ mái nhà tầng 1 xuống. Ôi chao, trong cái tình huống éo le này thì bạn sẽ cứu ai trước? Ơ, tưởng dễ mà khoai ra phết đấy. Nhưng nhanh trí sẽ cứu Kurumi trước nhé. Còn bạn cứu bạn mèo trước ư? Ừ, bạn đúng là người có trái tim nhân hậu và yêu động vật đấy. Nhưng có lẽ bạn đã quên điều này rồi. Con mèo sẽ không sao khi rơi từ trên cao xuống đâu. Chỉ 5 giây thôi. À mà không, chỉ cần 3 giây thôi. Bạn nhận ra ai đang nhảy đây không? À, chị Nhung Thị đến từ Gãy TV đây rồi. Trời ơi, ta nói hai con rồi mà sao chị ấy vẫn như 18 tuổi vậy? Các man sinh yêu cho chị ấy một like nhé. Và bây giờ cùng tới lựa chọn thật hay, thông minh, liền tay liền chân, liền cả người tới rồi đây. Bạn sẽ chọn cặp đôi nào? Đôi thứ nhất. Đôi thứ hai. Hay đôi thứ ba nhỉ? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng... Nếu như khó quá thì chọn nhanh trí nè. Đùa thôi, ước gì team mình có 3 phần, vì như vậy mới đủ chỗ để đựng các anh chị ngoan xinh yêu này được. Còn lựa chọn của bạn là cặp đôi nào? Fan của cặp đôi nào đông hơn thì phủ kín comment của nhanh trí đi nhá. Bóng dáng ngoan xinh yêu tiếp theo là ai đây? Lạ lạ mà lại quen quen, là ngài Mr. Beast đẹp trai giàu có. Ái chà chà, cháy thế nhở? Cơ mà đây là một fan cứng của Mr. Beast đã sáng tạo bằng những khoảnh khắc ấn tượng của anh ấy ghép lại thành một bài hát nghe cực bánh cuốn mà thôi, chứ không phải là bản gốc tạo ra đâu nhé. Quá là đỉnh của chóp luôn. À, nhân đây thì nhanh trí đố bạn biết tập video mới nhất của ngài Mr. Beast có tên là gì đấy?
Comment ngay xuống bên dưới nếu như bạn là một fan cứng cựa của ngày ấy nhé. Vào một ngày nọ, có một tên trộm xấu tính ơi là xấu tính đã lẻn vào cửa hàng ăn trộm đi một bịch snack của một zombie. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình là một zombie chân chính và có thể giúp zombie đó lấy lại bịch snack được không? À ha, chính là con đường này. Tên kia chạy đâu cho thoát hả? Theo như Nhanh Trí ước tính qua loa linh tinh thì các bạn của Nhanh Trí sẽ không thể ngồi yên khi gặp người tiếp theo này đấy. Cùng Nhanh Trí lắng tai nghe xem là giọng của ai nhé. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, chỉ muốn bên anh nhưng nhận ra bây giờ đã muộn. Wow, đúng là không thể ngồi yên được rồi. Đại tỷ Yến, Yến Dương. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, chỉ muốn bên anh nhưng nhận ra bây giờ đã muộn. Wow, chị ấy cũng vui đấy, cũng tới bến tới bờ đấy, cũng đỉnh nóc kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Đã thế thì fan của chị Yến Dương còn khủng hơn nữa ấy chứ nhỉ. Ngại gì mà không thả cho chị ấy một like và comment ngàn tim đi nào. Theo như Nhanh Trí thống kê thì 100 bạn làm toán rất giỏi thì lại chẳng bạn nào lựa chọn ra được trong thử thách này cả. Còn bạn thì sao nhỉ? Hê, rất nhạy bén mới có thể vượt qua được đấy. Theo bạn thì màn biến hình nào đỉnh nhất? Ôi, thật là làm khó con tim nhỏ bé của tôi. Bởi vì tôi yêu cả ba. Còn bạn thì sao nhỉ? Bạn có phải là một người làm toán rất giỏi mà chọn cũng rất giỏi không? Tiếp nối không khí sôi động hừng hực đó sẽ là một người chị rất hầm hố mà những mọt phim không thể nào không biết đến. Ê, quen nha, người quen nhỏ búp bê tử thần đây rồi. Cũng ra gì và này nọ đấy. Nhanh Trí nghe ngóng, hình như sắp có phần 2. Anh em nào cũng ngóng chờ phần 2 giống như Nhanh Trí khung. Hồi hộp thật đấy, không biết phần 2 cái kết sẽ như thế nào nhở. Mà thôi, xém tí nữa, Nhanh Trí đã phải đi khám mắt vì câu hỏi này đấy. Chúng ta cùng diễn kiến nó xem đó là câu hỏi gì nhé. À, tìm búp bê tử thần khác biệt nhất ư? Và tin rất vui là bạn chỉ có 7 giây thôi. À, đây rồi, nhỏ búp bê tử thần quái gì ở đây? Tưởng gì, 5 giây mình đã tìm ra được rồi đó. Lướt đến đâu, gặp ngay đến đó chiếc chén này. Mà bạn không nhận ra nữa thì đúng là thôi đấy. Ý à, ý à là ba cây đa. Lên nhạc nào. Không chỉ cần bạn là fan cứng mà còn phải là fan trung thành lắm mới nhận ra thành viên nào của Gãy TV xuất hiện sau đây. Không siêu vì quá siêu mới nhận ra chị Thảo Gãy TV mà thôi. 10 điểm, 10 điểm. Mà nghe nói chị Thảo Gãy TV chuẩn bị quay lại đấy. Không biết tin này tin thật hay tin đồn nhỉ? Bạn nào biết thì mách nhỏ Nhanh Trí với. Trong team Gãy TV thì anh chị nào cũng đa tài, vừa đẹp trai, xinh đẹp, lại giỏi giang, hát hay nữa. Vậy công bằng chấm điểm thì ai mới là người hát hay nhất đây? Anh Minh Hiếu. Chị Thị Nhung. Hay chị Thảo Ly nhở? Cá mập ông đô 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 đô, cá mập bố đô 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 đô, cá mập mẹ đô 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 đô. Chà chà, đây là một câu hỏi khá khó đấy chứ. Người thông minh sẽ để lại đáp án của mình xuống comment. Hi hi. Một điệu nhảy ngất ngây con gà Tây đến từ vị trí người bí ẩn nào đấy?
của tôi, Đào Lê Phương Hoa nè. Chị nhảy bánh cuốn như thế này, phận làm fan biết phải làm sao? Nếu như hỏi đây là ai, 100 người thì cả 100 người đều trả lời được đấy. Trong đó có bạn không? Quá là EZ Game, đây là VV. Anh thích em lắm đó. Ố kìa, có cả em bé Zino đáng yêu nữa. Bữa trước có bạn nào muốn Nhanh Trí làm về bé Zino đó. Bây giờ em bé ấy xuất hiện rồi nè. Nếu như bạn có đây thì nhớ comment thả tim cho Zino nhé. Tiếp theo sẽ là một bóng hình vô cùng thân quen, nhưng chưa chắc bạn nhận ra trong 5 giây đâu. Em ơi đừng khóc, con ma trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho con ma chạy đến. Ô, không biết là giọng của ai mà nghe hài hước thế nhở? Dừng lại ngay, anh Vinh MC ơi. Em ơi đừng khóc, con ma trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho con ma chạy đến. Em biết là anh hát hay không bằng hay hát, thế nhưng anh đừng làm ca sĩ nhá, hãy tiếp tục làm YouTuber game đi. Thêm một cảnh báo nho nhỏ nữa, nếu như tay bạn vẫn đang ung dung thì chuẩn bị đặt tay vào nút đăng ký kênh đi. Bởi vì bạn chỉ cần nhìn thấy người này thôi là tay bạn sẽ tự hoạt động đấy. Em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài ra, lòng nhân đã hết chỗ không để dành. He he, và nhân vật bí ẩn đó là ai? Ô là la, chị Xin kìa, cô gái vàng trong làng dancer. Em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài ra, lòng nhân đã hết chỗ không để dành. Nhìn xa cứ thấy mờ mờ, nhìn gần mới biết là mờ em mê. Và bạn còn mê ai nữa không? Comment ngay tên người đó xuống bên dưới để tập sau cùng Nhanh Trí lên thật rực rỡ nha.